là ở luôn đi. Đi xin này. Trên đùi trên định xuống là thì bắt tổ ông gọi là tự nhiên mà gần nhà đấy không muộn nhá. Sâu chè trước rồi. Quá ok luôn. Khu này có đúng một tổ. Có một con chào. Suốt đấy này nhốt lấy luôn nó. Suốt đấy mà nhốt lấy luôn là nó lẽ. Nhốt thì nhíp lại. Cái tao lên thì mấy phủ đó. À chứ đi mua mấy. Ờ hà ra hà lên thì hà chứ là quá. À. Giờ mua. Giờ chẳng mua về mua mua đó tôi. Em tao có chẳng mua về nó, bố tao tao tôi mới. Dù. Tao mới dù bố chơi. Cái trò trâu. Vừa ta vừa ta lấy nơi này bóp bùa mà mẹ ơi nhập lại luôn cái tên nó ra tên nó tạo cái kẹt ký mà nếu là nhớ dây nó nhất tên rồi mà thoải mái. Ê à là một chút phải tính này tính nó mất lại được tính nhớ tao có ha. Tí nhớ tao coi tí nó họ phụ vàng ha.
lái vàng mà mua lối gì xe chỗ thì nó hấp bù rong thôi ta chỗ 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 thì mà bù ăn nào cái nhớ từ ô chỉ sửa chỗ hấp chót thật cái mà gì vậy ôi để chèn trong trò đi xong ngã áo xuống tôi có rủ nhờ à bên nó bao nhiêu một chiếc nhỉ mua mà những gì ô sơ mua mà vô lo để thông lòng tốt quá ôi đi gần đi xem rồi để nó bấm 4G để theo mấy tôi phụ tôi quý rũ này thua là nhớ là đã uống này nó là lọ phòng lá là họ nó là lọ phòng lá nè nó học phần nào trong đã uống mấy à nhớ phần nào nó là lọ phòng lá hút hút tâm giang đi giang ta à hoàn tàu cả nó xây dựng nó cũng lốc rồi là nó xuống á ừ nó mò nó mò đấy để vàng để cu để vàng như đây nó rất thế chuyện gì to hả nhỏ nhỏ nữa chứ nè ô mấy lần cần tí dù luôn nó sơ ông kia nghe đến này ờ thì tổng cái thế sẵn là nó đến nó tàng rồi đào đi ok cái này nữa nhỉ đặt cột đá rồi. Thế hả? Toàn đất tốt như vẫn có đá như vậy mình ra đi
Cột đá. Không tự nhiên thế này là khủng rồi. Dốc. Có gì nữa? Đá quá nhỉ. Con này có đá rồi. Em ấn vào cái đèn phân lát để nó sáng anh xem thế nào. Ấn vào đây này. Đá to đủ. Ô, lục cứu trắng tinh. Cần máy quay anh nào nữa nè. Cần máy đi. Thank you.
慢慢看嘛，哈，都开灯了。好嘛，知道嘛。我这慢看，我这一两两嘛，哈。起嘛，起就过家了。我起，我就过家，等到起呢。哎，我。 lũ à, ta mừng cháu ý sao, ta mừng nó bị u rồi, bị mấy nó dễ à. Đây, mình cũng lật xong rồi, ok đấy. Và mình cắt được bàn này anh em nhá. Mình mang về trong nhà cắt được bàn này. Rồi, xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo.